nay chúng tôi đến thăm vườn nho của nhà vườn Mạnh Đoàn ở thôn gì đây em ơi? Thôn Cái, xã Đoàn Thượng. Sao thế, đây là những cái chùm nho mà bọc như này là nhằm mục đích gì đây? Để cho nó đỡ sâu à hay làm sao? Chống sâu bệnh. À, chống sâu bệnh. Cái chùm đấy là đây, xin mời mọi người cùng đến thăm vườn nho Mạnh Đoàn nha. Thôn tên rất là hay, đó là thôn Cấy. Thôn Cấy, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Để cùng đón xem vườn nho nha. Sai chịu chịt quả. Trời, sao lại sai thế? À, bên này có nhưng mà họ bọc vào rồi. Ừ. Thế cái nho này là nho ngọt hay nho, nho ấy đây? Nho chua. Cái này có được ăn không? À thế à, chỉ được nhìn thế à? Ơi gì đấy, tưởng là được ăn thử chứ. Ôi sai chưa này, quả nho này, xin mời mọi người cùng thưởng thức những chùm nho tuyệt vời. Trời ơi sai này, không phải đi đâu xa nhé. Cái này bao tiền một cân? Nho ngọt hay chua em ơi? Thế à, cái cây này là nhà mình trồng được bao nhiêu năm rồi? Cháu ruộng này trồng được 1 năm. Mới được 1 năm á? Ô thế nhưng trước kia là trồng vào đâu? Thế à? Ui 1 năm mà đã nhanh này à? Vâng ạ. Ui nhà trong bao vườn. Thế à? Nho này gọi là nho gì? Nho sữa, đúng rồi, nho sữa, nhưng mà đây là nó hẳn còn bé. Nó còn non. Đúng rồi, nho sữa kia. Nó phải tươi to à. Ui xài thế chứ này. Xài thế. Chắc không có nho mang về rồi. Cứ ăn thử xem nó có ngon không. Anh vừa lên anh sới sới đấy. Cô nào dắt áo lên trên vườn nho đấy không thử. Ở đấy sang dưới của ai đấy, ai để đâu đấy. Ngon lắm các cô ạ, ngọt lắm. Ngọt quá nào mà chín cơ. Chủ vườn bảo là chưa được ăn nhưng mà tôi cứ ăn. Tôi cứ ăn xem nó ngọt tôi mới chim mi cắt chim. Chắc là hồng nho này không cắt được cậu ạ. À. Ôi dồi ôi, cái chùm này nó mới ngon làm sao này, chùm này. Ôi giời ơi. Đấy. Này mọi người xem nha, một dãy này đẹp không? Đây. Trời ơi sai quá mọi người ơi. Nho ngọt nha. Nho sữa ngọt này, sai chịu chịt. Vườn nho tuyệt vời. Đây là theo như gia chủ cho biết thì vườn nho này mới trồng được 1 năm. Mà người ta chăm sóc làm sao mà nho nên nhanh tốt thế nhỉ? Đấy. Tuyệt vời nha. Để vào vườn nho này mỗi người phải đóng phí là bao nhiêu tiền cả nhà ơi? 20.000 một người nhá, 20.000 một người vào thăm vườn nho. Và sau đó là bao nhiêu? Đáng lẽ là 20.000 thì phải được ăn nhỉ anh nhỉ? 20.000 là mọi người ăn thoải mái nhá. Sau đó là ai mua bao nhiêu thì cắt từng đấy rồi cân. Ôi ở bên kia có vườn gì nữa kìa? Cây giống. Bên kia có vườn cây giống à? Thế anh ngồi ở đầu bờ kia có phải chủ quạ chủ vườn không? Không không. Thế à? Anh cũng đi là khách thôi à? À. À thế tối cũng có khách đến xem mử. Ôi giời ơi tuyệt vời nhỉ. Đây này, đây là những cái bọc chùm nho này, chắc là nho này vẫn còn non đây. Nho này ở bên cái dãy này vẫn còn nhỏ cho nên là người ta bọc bằng những cái túi giấy. Túi giấy đây, đây một dãy này, mọi người nhìn cái dãy nho này. Rất tuyệt vời, vườn nho ở vùng nông thôn có một cái vườn nho là tất cả du khách mọi nơi đến thưởng thức, đi vào vườn nho để đựng cùng chiêm ngưỡng, sau đó là thích mua thì sẽ tự chọn những cái chùm nho nào ngon để cắt nhá. Bây giờ mình đi sang bên đây
À kia rồi. Ui giời nào, đây là một đoàn của chúng tôi là xa xa là nhìn toàn thấy chân. Không thấy người. Con kia là chủ nhà đấy hả? À đấy, đây chị chủ nhà ngồi ở tận vườn góc vườn kia kìa, theo dõi ai mà ăn nho là bị phạt đấy nhá. Nhưng mà hôm trước đi đến vườn mận nó họ cho ăn thoải mái mà đây này nho không được ăn. Từ từ, bình tĩnh. Em được lấy hình chưa? Đây. Rồi chìa khóa. Trời ơi, sai sai không? Xong chưa? Đó chứ sao mà được rồi thì người ta ngồi đi. Đúng là chụp thì bảo là cái góc đấy đi. Có cái gì đâu. Ai mới được chứ? Quăng ra rồi. Ngồi kia thì được rồi. Thay cái áo. Mà chả cần đi đâu. Vậy hỏi ấm lên xem nó ở chỗ nào để nó kêu lên. Này còn trùng nhớ đen ở đâu nữa? Kìa, vườn nho đen. Ui giời, thế nho đen cắt hết rồi. Cây này xong bắt đầu sang năm rồi nó ngoi đến đâu. Bên cạnh vườn nho là có một bãi ngô nhá. Đây, ngô non mơn mởn. Đây. Đấy, ruộng đồng mênh mông bắt ngát. Yến ơi. Sai thế. Chị lấy chùm to nhé, chùm to quả to. Nè nó căng thì là ấy, chứ đừng lấy cái chùm quả nhỏ. Chùm lấy quả nhỏ là gia đình cũng không thích đâu. Gia đình muốn nuôi cho nó to lên nữa bán cho nó. Thật. Thời gian thu hoạch là bao nhiêu tháng hả chị ơi? Một tháng hả? Giờ mới bắt đầu mở cửa vườn đúng không? Nho này là bán bao tiền cân? Ở chỗ mấy của à? Ôi giời ơi, mẹ đắt cả là vì hạn bé mà. Cứ đổi ông đoàn ông giữ này để tối ở đây thăm nho. Ốc quả nào nó chín chín là cũng chị ăn một chút cái này thì ăn thoải mái, không có nên xấu. Đây này, đây ăn bánh cho ăn bao.
Thế là lần sau gắn cái chữ chỗ kia là chùm để chuyên ăn. Ờ, thử. Để mọi người biết. Đúng rồi. Vì nó cứ chơ cái cuống ra. Chơ cái cuống ra trông nó xấu. Đúng rồi. Sai chưa mọi người xem lại. Ôi giời ơi, sai tuyệt vời luôn. Cứ đứng thoải mái tạo dáng. Vườn nho là của tất cả mọi người, đến đây cùng chụp, cùng quay, cứ diễn thoải mái thôi. Sai nhỉ? Trông như những chùm mây ấy. Chùm nho chứ không phải chùm mây. Thì ý là nó sai như thế, nhìn như là chùm mây. Đó, ý là nó sai như chùm nho. Nó sai như chùm nho. Trời ơi. Ở bên kia là người ta đang gây cái cây giống gì ấy? Hoa. Hoa hả? Ô, cái cây này bị héo rồi này. Cái cành này bị héo rồi. Đây đây. Ôi, thế 150 một cân thì vừa một vườn này phải thu bao tiền? Ừ. Sai thật đi. Sai quá Yến ạ. Sai quá. Hôm nay đau đầu cho nên là mặt. Sai luôn cả ở trường đại học Nông nghiệp Bắc Giang đấy. Công nhận sai thật đi. Trồng lên mới 1 năm đấy. Bắc Giang và 4 lần. Hử? Mới trồng 1 năm mà đã sai này à? Thuê người để đập mình à? Anh này anh ấy cho mình thử cái chùm ở đầu này chua lắm. Chua lắm, trong mới ngọt cho nên là chua lắm. Mấy ấy cơ mà mấy vườn nho tím. Vườn kia này mỗi 1 năm này được 9 tấn nho. Úi giời. 9 tấn nho là bình quân là bao tiền một hơn 120 thôi. Vâng, đây là phỏng vấn ông chủ vườn nho ở Đoàn Thượng đấy nhá. Bình quân là 120 một cân. Đây là 120. Ừ đấy, từ 100 cứ gọi là 120 một cân đi. Ủa là 9 tấn. 9 thuộc mỗi 9 tấn đấy. Thế là tổng ra thì bây giờ em không biết nhân này anh ấy. Thế là tổng thành bao nhiêu tiền? Bây giờ không. Thế thì 9 tấn thì là bao nhiêu tiền? Nói chung là 5 chi phí rồi mới được 500. Ui, tuyệt vời luôn. Chi phí các thứ rồi thì trả công cho những người nó tất tật.
Đấy, chúc mừng anh nhá. Ở vùng nông thôn mà anh làm được cái mô hình này rất là đẹp. Thứ nhất là vườn nho sai này. Đấy. Sai và thu hoạch được rất là nhiều tiền. Thứ hai là cái nơi mà để cho mọi người. Bắc Giang cũng không xa nhà đâu. Thế à? Đây là mua giống từ đâu vậy? Mua ở nước ngoài. Thế à? Nhưng cái vườn này đấy, cái thằng cháu nó bảo là mới trồng được một năm từ mùng 20 tháng 2 năm ngoái. Thế năm bây giờ là 20 tháng 2 năm nay là khả năng là mình về mình cũng thiết kế cái vườn nhà mình, mời anh này xuống trồng một ít nho. Đấy, nhà bằng rồi. Rất là rộng, ngay gần đấy luôn. Anh ơi, trồng ở ruộng đấy hả? Có được không? Nhà mình còn 6 sao nữa. Ừ đấy, trồng đây ruộng đây còn gì nữa? Đây là ruộng đi. Có cái cát này là em sợ cái gì đi vấn, em cho thêm 10 phân cát vào đấy. Cái gạch này là anh có hay là những cái cát này mai kia là vào rất sốt vào. Cái gạch anh đang đứng là anh có. Cái này là họ là mấy anh em là muốn tặng. Tặng á? Tặng. Đấy, làm trong cái mô. Bên kia cũng trồng 100 mét là như này. Em hỏi mua đâu để em. Đây chị ạ. Đây là vườn nho. Những cái chùm nho này vẫn còn được bọc ở trong bọc. Hắn còn non nhá, rất là sai. Cái vườn bên này là nho tím đấy hả? Cắt hết rồi. Thế thì mới trồng được có hơn năm, thì những cái năm trước thì cái cây nó đông. Những năm trước là vườn nào? À, vườn đấy được bao năm rồi anh? Cái mô hình này cần phải được nhân rộng lên, vì là bây giờ là vùng nông thôn nào công nhân nữa em. Mà sắp sửa tới là em có một cái mô hình là tôi là từ mặt đất lên 4 phân. Em đi dãy vào thằng kia là em cho hai bên dâu. À, treo đúng rồi, dâu tây. Em dâu tây mà là mô phỏng ở trên. Bắt đầu làm là tháng 7 năm nào, tháng 8 nào. Đúng rồi. Hết mùa nho lại mùa dâu tây. Đúng rồi. Em có một cái giá làm sao không dính đất. Trên không dò xuống nhé. Quanh em kia vi khuẩn. Trên vẫn là nho, dưới vẫn là dâu. Đúng rồi. Thăm một lần hai tứ liền. Nhưng em cho xin ngang ra cái này thu xong. Nhưng mà anh ấy học cái mô hình này có lâu để mà đợi thành quả. Thì năm 2017. Kinh, sợ thế ông mới thu bao nhiêu tiền. Ông mới làm thành thân mới được 2 năm. Mất nhiều lắm. Thì đương nhiên là phải nổ lắm. Nhiều khi đầu tiên có khi mua phải cái giống quá nó còn chưa sai chẳng hạn, lại phải phát đi trồng cái khác, ví dụ thế. Xây nho này kiểu như là nó hơi chua chua. Không phải. Do này không chua lắm. Nó đuổi cái chùm này chua, nhưng mà cái ở dưới kia không chua. Trong không chua đâu. Ở trong. Vì chế biết làm sao nó chua. Cái này đây chỉ hướng được có một nửa cái phân. Còn trong kia nó là hai bên đều, nó hai cánh tay của cả. Bên đây chỉ một cánh tay. Thế này là mình vun bằng cái phân gì? Còn hữu cơ. Lân các thứ này? Không lân, không được. À, hữu cơ. Lân chỉ làm sạch đất thôi. Phân lợn là đều bục. À. Không, phân lợn. Đúng là phân lợn để hàng năm, vài năm. Trời ơi, mấy cái gì ấy này nó sai. Nó mục ra rồi. Bò về nó mặt. Chỉ phân đợn không phải phân đợn. Phân đợn đợt đấy.
xoài chịu chịt nha nho.